Bức thư Gameplay xin chào các bạn. Hôm nay thì mình tìm thấy một cái game mà phải nói là rất là đặc biệt luôn các bạn ơi. Game này thì tên là Zelda Like Lasagna. Lasagna là một cái món ăn của Ý các bạn ơi. Và Zelda là tên người, tức là tựa đề này sẽ dịch ra là Zelda thích Lasagna. Thì giờ mình thấy cái món ăn này của Ý trông nó rất là bắt mắt, rất là ngon. Và mình thật sự rất là muốn ăn nó, nhưng mà có điều là mình không biết là có thể mua được ở đâu các bạn ơi. Và thôi, hãy tạm gác qua chuyện đó đi. Game này thì được tác giả đánh giá là một cái game mà có một cái phong cách mới, tức là game mà kết hợp giữa ẩm thực với là kinh dị các bạn ơi. Không những thế, đồ họa còn rất là mát mẻ và dễ chịu nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ vào thử bên trong xem là game như thế nào nha các bạn. Tác giả phải đánh giá cao cho nên là mình rất là tò mò, không biết là game thì sẽ ra sao. Rồi, bố mẹ đi làm về muộn cho nên là nhờ mình làm cái món La Saga này cho buổi tối. Vâng, và bây giờ thì cái nhiệm vụ của mình chính là làm cái món đó các bạn ơi. Đây là những cái mà nguyên liệu để làm cái món La Saga đúng không? Đặt bách ta. Rồi cà tương cà, muối và nước sốt vào. Sau đó thì bỏ vào lò, đợi và lấy ra thôi. Ồ, cách làm trông vẻ dễ các bạn ơi. Trước hết là mình thử đi vòng vòng trong nhà xem coi. Đồ họa thì đúng là mát mẻ dễ chịu thôi các bạn. Ồ, tại sao lại không mở cửa ra được ở chỗ đó thế? Để mình chỉnh lại tốc độ chuột xem, nó có vẻ khá nhanh. Rồi, ổn hơn rồi đấy. Xem lại công thức nào. Pasta. Pasta có phải là cái này không? Không biết cái này có phải là pasta không? Thử bỏ vào xem. Bỏ vào rồi các bạn ơi. Tiếp đến là tương cà, muối và nước sốt. Đây có phải là tương cà không vậy? À không, đây là nước sốt rồi. Mình nghĩ tương cà chắc là cái này. Muối là cái nào đây? À chắc là cái này các bạn ơi. Rồi, nước sốt. Đấy, sau đó chúng ta việc bỏ cái này vào thôi. Cách làm trông có vẻ đơn giản các bạn ơi. Có khi là mốt mình nên mua nguyên liệu để làm thử. Rồi bây giờ chỉ việc đợi cho cái món Lasagna của chúng ta xong thôi. Rồi, món ăn đã hoàn thành rồi. Bây giờ thì mình nên đem món ăn đi đâu đây? Ngồi ở đây ăn rồi. Mở tivi lên vừa ăn vừa xem rồi. Không được các bạn ơi. Làm xong món ăn rồi mình không biết là như thế nào nữa. À, để lên lại chỗ đó để xem coi là còn gì khác không. Có thể cho thêm những cái mà tùy thích của mình vào các bạn ơi. Để xem chưa. Mùi tạt. Ê, mình ăn luôn rồi các bạn. Ê, hoàn thành được cái end đầu tiên rồi. Tức là nấu cái món Lasagna xong rồi ăn nó thôi. Giờ có được cái end đầu tiên. Mà game thì có tính tận 7 cái end lận. Không hiểu là như thế nào. Nhưng mà nó sợ nó ghi attention true là như thế nào. Có những điều gì đó đã thay đổi trong cái nhà này à. Mình có thể tự đàn được. Ê! Vâng, mình đã quay trở lại các bạn ơi. Rõ ràng là mình bấm cái này bằng nút E các bạn, cho nên là khi mà nó hiện ra cái E đó mình lại bấm vào nút E luôn. Rồi đây, bạn chơi guitar trong hết toàn bộ thời gian và quên cả việc nấu Lasagna. Rồi mình được cái E thứ 6 các bạn, mình phải biết đây là cái E gì.
Hóa ra là không phải là nhất thiết phải nấu cái món đó các bạn ơi. Mình có thể cầm cái hộp này để đi đâu không? Mình là ném cái hộp xuyên luôn rồi. Làm thế nào để có được những cái gen khác đi? Làm cho ngôi nhà trở nên bừa bãi. Thử xem là có cái gen nào khác không nhé. Không được rồi. Mình phải xem coi là mình có chạm vào được cái gì không. Mình nghĩ thế các bạn. Bây giờ không thấy cái đàn guitar đâu nữa rồi. Có gì đó không ổn các bạn ơi. Mình nghĩ là có lẽ chúng ta sẽ gọi là chế bằng cái công thức của chúng ta được. Nghe như tiếng vợ bồn cầu ấy. Gì đây? Hắn đang đến. Anh ấy đang đến vì món lasagna. Đừng nói nó sẽ tấn công mình nhá. Nó đến vì món lasagna thôi mà, tại sao lại gọi là đi thẳng tới mình khi mà mình quay đầu qua bên kia như thế? Thế thì mình sẽ không quay đầu qua. Ừ, nhìn cái mồm của nó kìa. Rất là ghê các bạn ơi. Ôi, mình không làm cái món nó kịp đâu. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, không ổn rồi các bạn. Mình nghĩ là chắc là mình phải vừa nấu cái món nữa. Gen Z đã gọi là tóm và gọi là ít luôn mình rồi. Rất là nhảm nhí. Có lẽ là mình nên gọi là kiểu làm cái món đó xong đi, rồi mình mới bỏ những cái khác vào. Tuân thủ theo không? Hồi nào gieo gì? Mày đến vì món này đúng không? Tao đang làm đây. Đây này. Đây nấu đây. Sao lại không được? Không bỏ vào trong được, rất là bực các bạn ơi. Rồi. Nhìn lên. Mình đã đưa cho Zenji cái món lasagna và nó đã đi về các bạn ơi, may quá. Ok. Rồi 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 rồi.
không biết là mình đang chơi cái trò gì. Mọi lần gọi là vào ấy, nhạc một cái gì đó ấy, là mình phải đi với hướng này các bạn ơi. Rất là khó chịu. Từng cái hành động của chúng ta tốn gọi là bao thời gian luôn. Đáng ghét thật. Rồi, mình đã bỏ đầy đủ luôn rồi. Hình như là mình chưa bỏ nước sốt vào hay sao ấy. Rồi. Gieo di đã ngộm. Bởi vì cái món ăn lasagna quá kinh tởm của mình các bạn. Rồi, hồi nãy giờ là mình đã lấy được bao nhiêu cái en rồi ta? Mình đã lấy được cái thứ 6, cái thứ 5, cái thứ 4 cũng lấy được rồi. A few moments later. Vâng, mình đã tìm ra câu trả lời cho hai cái en còn lại rồi các bạn ơi. Đầu tiên là mình sẽ bỏ hết toàn bộ vào các bạn. Mình sẽ bỏ hết toàn bộ vào để mình ăn vào. Đây. Đếm hết toàn bộ vào trong. Đấy. Ở đây còn gì không? À. Mùi tạc này. Cho hết vào. Đấy, cho tủ lạnh một con nước sốt. Chỉ một cái là chưa đủ. Cho thêm nhiều vào nữa. Đấy, bỏ toàn bộ những gì có trong nhà vào luôn các bạn ơi. Chắc chắn là ăn cái này vào thì mình sẽ ngọt giống như là gel di khi nãy. Mình nghĩ đây chính là một cái end khác các bạn ơi. Rồi, bị ăn nhé. 7 đã cho vào quá nhiều mayo và tự lừa bản thân. Tự lừa bản thân là ý nghĩa này là như thế nào đây? Đây cái thứ hai các bạn ơi. Các bạn chỉ là mình vẫn sống sót khi mà ăn cái đó. Vâng, hiện tại là Gel-Z đã đến các bạn ơi. Và mình sẽ sử dụng cái đàn để mở đàn. Mình nghĩ chỉ có như thế này thôi. Cái đàn hồi nãy mình đã sử dụng rồi xong nó mất luôn. Vâng, đây chính là em thứ 7. Gel-Z thích âm nhạc. Vì vậy và anh ấy sẽ không tìm cách để mà hại bạn. Thay vào đó sẽ gọi là cùng bạn bắt đầu nhảy. Vâng, vậy là game này đã kết thúc các bạn ơi. Cuối cùng thì mình cũng đã hiểu được cái tựa đề Gel-Z thích Lasaga là gì. Không biết là Gel-Z rốt cuộc là một cái con người như thế nào nữa. Chỉ vì không có Lasaga mà anh ấy sẽ sẵn sàng gọi là hãm hại mình các bạn ơi. Nhưng mà chỉ cần cho anh ấy ăn Lasaga thôi là anh ấy sẽ trở về nhà của mình. Và cái kiểu mà mỗi ngày cứ đến nhà để mà ăn cái món này của mình thì coi như là tôi rồi các bạn ơi. Không bao giờ mà có thể chịu nổi được cái tiền ăn. Nhưng mà anh ấy còn có thêm một cái sự vui tính, đó là khi mà mình đàn thì anh ấy sẽ nhảy. Thôi nhưng mà nói chung là game này vẫn đáng sợ các bạn. Tại sao nhà của mình lại bị một cái tên này xâm nhập vào là như thế nào đây? Tuy là nó có vẻ khá là sáng sủa và kiểu như là vui vẻ đấy. Chỉ làm món ăn thôi, nhưng mà trong đó nó chứa sự điên cuồng của cái nhân vật Gel-Z này. Cho nên là khiến cho cái game trở nên đáng sợ các bạn ơi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video rồi nhé. Nếu mà thích video này, hãy cho một like, đăng ký kênh mới. Đừng quên cái chuông để nhận được nhiều hậu mong nhớ đến mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.